Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Mở đầu bản tin ngày hôm nay là tin liên quan đến mối quan hệ quốc phòng giữa Nhật Bản và Nam Hàn. Các thông tấn quốc tế cho biết là Nhật Bản và Nam Hàn đã tăng cường hợp tác an ninh hôm mùng 10 tháng Giêng. Hai bộ trưởng quốc phòng Nam Hàn là Kim wang Jin và bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản là Toshimi Kitayawa đã gặp nhau tại Seoul để thảo luận về việc gia tăng hợp tác về an ninh giữa hai nước. Đây là một hành động thân thiện hiếm thấy giữa hai nước vốn vẫn có những hận thù từ thời Triều Tiên là thuộc địa của Nhật Bản cho tới cuối thời Thế chiến thứ hai. Dân chúng Hàn Quốc từng cho rằng Nhật Bản đã không thành thật nhìn nhận những lỗi lầm và tội ác gây ra trong nửa đầu thế kỷ 20. Nhật Bản và Nam Hàn đã có nhiều mối quan hệ ngoại giao và kinh tế, nhưng không có những trao đổi trực tiếp về mặt quân sự. Hai quốc gia nhận thấy đã đến lúc từ bỏ những dị biệt để chú trọng bảo đảm một nền an ninh chung nhiều hơn trước thái độ hiếu chiến của Bắc Hàn và nhất là sau vụ pháo kích đảo Yung Pingong cuối tháng 11 năm 2010 vừa qua. Hồi tháng 12 năm ngoái, quân đội Nam Hàn và quân đội Nhật Bản đã tổ chức nhiều cuộc tập trận với đề thất hạm đội của Hoa Kỳ và các quan sát viên tin tưởng rằng tương lai sẽ có thể tiến tới một hiệp ước phòng thủ chung giữa hai quốc gia Nam Hàn và Nhật Bản lính Trung Quốc tiến vào khu vực tranh chấp với Ấn Độ. Hãng thông tấn Press Trust của India hôm mùng 10 tháng riêng cho biết, hồi tháng 9 năm 2010 vừa qua, các binh sĩ có võ trang của Trung Quốc đã tiến sâu vào khu vực Hy Mã Lạp Sơn, nơi đang có tranh chấp với Ấn Độ và đe dọa các công nhân xây cất đang làm việc tại đây. Tin của hãng thông tấn AP thì cho biết, lính Trung Quốc đã đe dọa một nhà tàu thầu Ấn Độ và nhân viên xây cất một trạm xe buýt gần Demchok là khu vực thuộc vùng lệch của người Ấn nằm dọc theo làn danh biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Từ đó đến nay, việc xây cất trạm xe buýt đã bị ngưng lại. Trung Quốc từng có các cuộc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ trước đây, trầm trọng nhất là vào năm 1962 khi hai bên có cuộc chiến biên giới ngắn ngủi. Vụ xâm nhập mới nhất cho thấy sự căng thẳng giữa hai cường quốc Á Châu bắt nguồn từ sự nhanh chóng phát triển kinh tế của Ấn Độ đã trở thành một chứng ngại ngày càng lớn cho ảnh hưởng của Trung Quốc trên toàn khu vực. Ấn Độ và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng với hơn một tỷ dân số mỗi bên, có mối quan hệ lạnh nhạt kể từ cuộc chiến 1962 cho đến nay. New Delhi thì nói rằng Bắc Kinh chiếm cứ bất hợp pháp từ khu vực rộng 15.000 dặm vuông, tức khoảng 38.000 cây số vuông ở phía tây bắc trong khi Bắc Kinh nói rằng khu vực rộng 35.000 dặm vuông, tức 90.000 cây số vuông ở phía đông Bắc Ấn là của Trung Quốc. Xe hơi nhãn hiệu Chevrolet Volt đời 2011 được chọn là xe tiêu biểu trong năm của vùng Bắc Mỹ. Theo tin của hãng thông tấn AP, chiếc Volt chạy bằng điện 40 dặm đầu tiên trước khi máy chạy xăng bắt đầu khởi động. Trong buổi lễ khai mạc hội trợ xe hơi hàng năm ở Detroit, chiếc xe này được xếp hạng cao hơn chiếc Nissan Leaf và kể cả chiếc Hyundai Sonata. Trong khi đó, chiếc Ford Explorer được chọn là xe vận tải nhỏ tiêu biểu trong năm. Trong số những xe vào chung kết gồm có Dodge Durango và Jeep Cherokee. Như vậy, chiếc Ford Explorer giữ được ngôi vị này trong 3 năm liên tiếp. Thành phần tham gia cuộc tuyển chọn gồm có 49 phóng viên chuyên về xe hơi từ Mỹ và Canada. Việc tuyển chọn dựa theo sự thiết kế, an toàn, mới mẻ, giá trị, mức độ ưa chuộng của khách hàng. Xe Volt được bán ra hồi tháng 12 năm 2010 trong thị trường giới hạn với giá là 40.280 Mỹ Kim một chiếc. Xe này cũng từng được mệnh danh là xe xanh trong năm tại hội trợ xe ở Los Angeles hồi tháng 11 năm ngoái. Cùng trong tháng này thì các tạp chí Motor Trend và Automotive Magazine gọi chiếc xe vô là chiếc xe tiêu biểu của năm 2011. Phải đợi đến năm 2012, hai kiểu xe Vaux và Leaf mới có mặt trên thị trường toàn quốc. Xe Volt được ráp ở Detroit, Hãng GM tiên đoán là sẽ bán được 10.000 chiếc trong năm 2011 và trong khoảng từ 35.000 đến 45.000 chiếc vào năm 2012. Hôm thứ Hai, một trận báo lớn mùa đông đã di chuyển trên khắp vùng Đông Nam Hoa Kỳ, khiến nhiều hãng máy bay đã phải hủy bỏ hơn 2.000 chuyến bay. Theo tin của tờ USA Today, hai hãng Delta Airlines và Air Airways hủy bỏ gần tất cả chuyến bay ở Hartsfield, phi trường lớn nhất thế giới khi tuyết đổ xuống Atlanta với độ dày từ 3 cho đến 6 inch. Delta là hãng hàng không lớn nhất ở phi trường này loan báo hủy bỏ 1.450 chuyến bay, tức là khoảng 1 phần tư chuyến bay của hãng hàng không trong ngày. Số chuyến bay bị đình chỉ này thêm vào với 5 chuyến bay, khác, xin lỗi quý vị, thêm vào với 500 chuyến bay khác đã, đã bị hủy bỏ trong ngày Chủ nhật do tuyết và băng giá. Air Airways Com, tụ điểm lớn nhất đặt tại Atlanta, nói rằng họ cũng cho hủy tất cả chuyến bay đi và bay đến Atlanta. Hôm thứ Hai, số chuyến bay của hãng này bị hủy bỏ là 350 chuyến. Thời tiết cũng gây rối loạn cho hoạt động ở nhiều phi trường khác từ vùng Duyên Hải miền Đông Hoa Kỳ. Hơn 100 chuyến bay bị hủy bỏ phi trường Charlotte, trong khi các hãng phi cơ ở National Washington đã phải cho nằm mù hơn 60 chuyến bay khác, Orlando và LaGuardia ở New York cũng báo cáo mỗi nơi có 60 chuyến bay phải đình chỉ. Tuyết cũng phủ khắp tiểu bang South Carolina khiến phi trường quốc tế Greenville-Spartanburg đã phải đóng cửa. Các bác sĩ ở bệnh viện Đại học Arizona ở Tucson nói rằng đã có những dấu hiệu lạc quan về tình trạng sống còn của bà dân biểu Gabrielle Giffords sau khi bà bị một hung thủ bắn trọng thương vào hôm thứ bảy tuần qua. Điều nguy hiểm nhất do thương tích bởi một viên đạn trúng đầu là xuất huyết tại não và qua ngày thứ ba có thể tạm coi như đã giảm. Tuy nhiên sẽ còn cần phải nhiều tuần lễ cho đến hàng tháng thì các y sĩ mới có thể xác định tổn hại ở não bộ tùy theo đường đi của viên đạn. Sáng mùng 10 Tây Tháng Giêng, các nhà lập pháp cùng nhân viên Quốc hội Liên bang đã ra trước thềm phía đông của điện Capitol ở thủ đô Washington, được treo cờ rú để có một phút tưởng niệm các nạn nhân vụ nổ súng ở Tucson và cầu nguyện cho những người bị thương. Vụ nổ súng ở Tucson từ bang Arizona làm 6 người chết và 13 người bị thương trong đó có bà dân biểu Gifford thuộc đảng Dân Chủ. Thủ phạm bị bắt tên là Jeremy Lufner, một thanh niên 22 tuổi, đến nay tỏ ra không chịu hợp tác với các nhân viên điều tra, nên vẫn chưa biết thêm được chi tiết gì về nguyên nhân hành động của đương sự. Tổng thống Barack Obama và đệ nhất phu nhân Michelle cũng bước ra đứng trước tòa bạch ốc để có một phút tưởng niệm, như ông đã đề nghị toàn quốc cùng làm việc này vào lúc 11 giờ sáng. Châu bò ở vùng cao chết cống vì lạnh, trong khi các xưởng làm khô bò nở rộ đồng bằng Việt Nam. Các tỉnh miền núi và vùng cao miền Bắc Việt Nam đang trải qua một đợt lạnh giá nhất trong năm. Đây cũng là dịp các lái buôn từ đồng bằng đổ xô ngược lên vùng núi mua châu bò chết vì lạnh. Theo bản tin online của tờ tin nhanh Việt Nam thì có hơn 100 con trâu bò mẫu sơn của tỉnh Lạng Sơn lăn ra chết vì lạnh. Trâu bò chết nhiều và nhanh đến nỗi, chủ gia súc phải gọi lái buôn đến bán đổ bán tháo. Giá bán một con trâu già từ 10 triệu đồng Việt Nam, tụt xuống còn 1 triệu đồng, trong khi một con nghé giá 5 triệu thì bây giờ chỉ còn 300 ngàn đồng Việt Nam mà thôi. Tại Yên Bái, nhiều đàn trâu bò cũng lăn ra chết trên đồi núi đầy sương mù. Đàn gia súc các tỉnh vùng cao như Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn cũng đang bị đe dọa trong những ngày giá rét kéo dài. Trong khi đó, thì tại Đà Nẵng, báo lao động phát hành tại Việt Nam đã lên tiếng về tình trạng nhiễm bẩn ở các xưởng làm khô bò. Tin của tờ báo này mô tả cảnh người thợ phơi khô bò đã được tẩm gia vị trên sàn gạch đông người qua lại, không được che đậy cẩn thận, một xưởng làm khô bò còn đặt máy sấy sát vào nhà vệ sinh. Vào mùa chuẩn bị Tết, đúng lúc châu bò chết cống khắp nơi, thịt tươi về xưởng tấp nập, các chủ lò phải thuê thêm sinh viên vào làm việc. Một nữ sinh viên giúp việc cho một lò khô bò ở đường Hoàng Diệu, Đà Nẵng đã không ngần ngại nói với báo chí rằng đi làm ở đây, cô chẳng bao giờ dám nghĩ tới việc ăn khô bò. Đinh Quang Thái chào tạm biệt quý khán giả của Người Việt Online. Hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, gia vật phong phú nhất. Người Việt nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714 892 9414 892 9414.